Chàng trai 20 tuổi bị bao vây, luân hồi trở về, vượt hàng trăm dặm tìm người cha già. Có một ngôi làng nổi tiếng ở Trung Quốc là Bình Dương, nằm ở huyện Đông Giang, tỉnh Quý Châu. Còn có một tên gọi bí ẩn khác, làng Tái Sinh. Ngôi làng có khoảng 7.800 người, nhưng có đến hơn 100 người dân có khả năng nhớ lại kiếp sống của mình trong quá khứ. Đây là ông Dương Thắng Vũ, tổ trưởng tổ văn hóa thị trấn Bình Dương, người đã phát hiện ra rằng có hơn 100 trường hợp tái sinh đang sống ở trong ngôi làng tưởng chừng như bình thường này. Những người này đều cho rằng họ có ký ức về kiếp trước và có thể nói chính xác tên, địa chỉ, nguyên nhân qua đời của mình. Các quan chức cùng chuyên gia có liên quan từ Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã ngay lập tức phản hồi yêu cầu giúp đỡ của Dương Thắng Vũ. Họ đã cử một nhóm chuyên gia đến thị trấn Bình Dương để điều tra vụ việc. Kết luận cuối cùng khiến các chuyên gia không khỏi kinh ngạc. Họ cho rằng không thể phủ nhận sự tồn tại của hiện tượng luân hồi. Điều này cũng khiến ngôi làng nhỏ trên núi này ngay lập tức nổi tiếng ở Trung Quốc. Được biết thế giới bên ngoài đặt cho một biệt danh vô cùng huyền bí là làng luân hồi. Nhưng trên thực tế, đây không phải là trường hợp đầu thai nổi tiếng duy nhất ở Trung Quốc. Trước khi xảy ra chuyện này vài năm, còn có một trường hợp khác gây chấn động cả nước tại thành phố Đông Phương, tỉnh Hải Nam. Có nhiều nhân chứng chứng kiến sự việc này đến nỗi người dân ở cả hai làng đều tin chắc rằng họ đã chứng kiến một trường hợp đầu thai hết sức chân thực. Do đó, anh ấy được nhiều phương tiện truyền thông cả nước đưa tin rộng rãi. Và nhân vật chính của sự việc này có tên là Đường Giang Sơn. Ở đây chúng tôi đã tổng hợp những thông tin liên quan mà Tâm Linh Cuộc Sống đã thu thập được. Hy vọng các bạn có thể hoan hỉ đón nhận những điều mà chúng tôi chia sẻ. Vào tháng 9 năm 1967, tại một ngôi làng ở thành phố Đan Châu, tỉnh Hải Nam, một số thanh niên địa phương đang lên kế hoạch cho một vụ án kinh thiên động địa, đủ để khiến những người chứng kiến vô cùng bất bình. Trong những năm gần đây, ngôi làng của họ liên tục xảy ra xung đột với làng Hoàng Ngọc lân cận. Do khoảng cách giữa hai làng tương đối gần, dân số đông nhưng đất đai canh tác rất ít, nên người dân hai làng thường xuyên xảy ra xô xát về vấn đề lương thực và tranh chấp đất đai. Chính trong sáng ngày hôm nay, các thanh niên này vừa nhận được một tin tức sốc rằng làng Hoàng Ngọc được mùa bội thu. Tuy nhiên, do công cụ trong làng thiếu hụt, người dân trong làng Hoàng Ngọc đã cử 8 thanh niên vạm vỡ thành lập một đội thu mua để mua thêm nông cụ trong huyện. Như vậy mới có thể thu hoạch và dự trữ nổi số lượng ngũ cốc khổng lồ như vậy. Sau khi nghe tin, nhóm thanh niên này đứng ngồi không yên. Không ai nhận ra rằng sắp có một vấn đề xảy ra với hậu quả khó có thể lường trước được. Trong lòng họ chỉ còn sự ghen tị đang dâng trào mãnh liệt. Hơn 10 giờ sau, một đội thu mua gồm 8 thành viên từ làng Hoàng Ngọc đang tiến đến ngôi làng này thì bị hàng chục người lạ mặt bao vây. Chúng mang theo rủi cui, mã tấu, dao pha, súng lục nhằm vào 8 người trong đội không có vũ khí. Cuối cùng khiến 6 người mất mạng tại chỗ, thảm nhất là một thanh niên tên Trần Minh Đạo. Theo ghi chép vào thời điểm đó, có tới 40 vết thương lớn nhỏ khác nhau trên cơ thể Trần Minh Đạo. Sau đầu và bụng trái của anh ấy để những nhát dao, khiến những người chứng kiến không khỏi đau lòng. Thêm một viên đạn được bắn từ phía sau vào hông trái của anh. Kết quả cuối cùng, vì vết thương quá nặng và mất máu quá nhiều đã khiến anh ấy tử vong. Chỉ vì lòng đố kỵ ganh ghét nhất thời mà hủy đi sinh mạng của 6 con người. Trần Minh Đạo là con trai duy nhất của gia đình ông Trần Tán Anh ở làng Hoàng Ngọc, lúc đó chỉ vỏn vẹn 20 tuổi. Trần lão gia chôn con trai ở sau núi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Khi đó, ông ấy tuyệt đối không thể tưởng tượng được, chỉ hơn 10 năm sau, ông sẽ được gặp lại đứa con trai đã khuất của mình. Kiếp trước, tôi tên là Trần Minh Đạo. Ngày 21 tháng 11 năm 1976, Đường Trọng Tiến và vợ đang ở làng Buôn Mô, thị trấn Cam Thành, thành phố Đông Phương, tỉnh Hải Nam, sinh được một bé trai tên là Đường Giang Sơn. Đường Giang Sơn trước 3 tuổi, trông không có gì đặc biệt. Cậu ấy có vẻ là một đứa trẻ bình thường, xuất thân từ một gia đình bình dân. Tuy nhiên, một loạt những điều ngoài sức tưởng tượng đã lần lượt xảy ra trong 3 năm sau đó. Năm 1979, Đường Giang Sơn vừa tròn 3 tuổi. Sau một bữa tối, anh ấy bất ngờ nói với gia đình rằng Đường Trọng Tiến không phải cha của anh ấy, mình cũng không phải tên Đường Giang Sơn. Anh ấy đến từ làng Hoàng Ngọc, thành phố Đan Châu, tên là Trần Minh Đạo. Cha anh ấy là Trần Tán Anh, một nông dân bình thường ở địa phương. Cha mẹ của Đường Giang Sơn lúc đầu rất sốc bởi thành phố Đan Châu là một thành phố khác, cách nơi họ đang ở đến 160 km. Tuy cùng thuộc tỉnh Hải Nam, nhưng phong tục tập quán và tiếng địa phương có sự khác biệt rất lớn. Người dân hai thành phố rất khó hiểu ngôn ngữ của nhau. Giữa hai thành phố có rất ít giao lộ. Và làm thế nào Đường Giang Sơn biết địa danh Đan Châu? Do lúc đó Giang Sơn chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi, nên hai vợ chồng Đường Trọng Tiến không quá để tâm chuyện này. Họ chỉ cho rằng đó là lời nói vớ vẩn của trẻ con. Nhưng bọn họ không biết rằng, chính từ ngày hôm ấy, trong ký ức của Đường Giang Sơn bắt đầu có ký ức của một người khác.
Thời gian dần dần trôi qua, hình ảnh kiếp trước trong tâm trí cậu bé ngày càng rõ nét. Trong 1-2 năm sau đó, Giang Sơn liên tục kể lại cho cha mẹ nghe ký ức kiếp trước của mình. Nơi mình từng sống và làm việc, mình bị người ta bao vây như thế nào, đồng thời bày tỏ mạnh mẽ mong muốn được trở lại Đan Châu. Nhưng bố mẹ cậu bé chưa hề nghĩ đến chuyện này. Họ chỉ nghĩ rằng vì trẻ con nghịch ngợm, muốn kiếm cớ để ra ngoài chơi mà thôi. Quan trọng là họ vẫn không lưu ý rằng đây chỉ là một cậu bé không quá 10 tuổi. Tuy nhiên, phải đến khi một sự việc quan trọng xảy ra, suy nghĩ của cha mẹ cậu bé mới thực sự thay đổi. Vào một ngày của năm 1982, một người phụ nữ trẻ tuổi kỳ lạ xuất hiện ở Nàng Bung Mô, thành phố Đông Phương để bán hàng trong làng. Cô ấy nói tiếng Đan Châu rất chuẩn. Đường Giang Sơn chỉ mới 6 tuổi khi nghe tiếng Đan Châu bỗng trở nên phấn khởi. Sau đó, cậu bé đã làm một điều kỳ lạ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Đường Giang Sơn bắt đầu bám dính người phụ nữ, dùng tiếng Đan Châu trò chuyện một cách trôi chảy. Những người dân xung quanh làng và bố mẹ cậu đều sững sờ với cảnh tượng trước mắt, bởi vì trong thôn không ai nói được phương ngữ Đan Châu, cũng không ai có thể hiểu được phương ngữ Đan Châu. Nhưng Đường Giang Sơn còn nhỏ lại có thể giao tiếp với một người phụ nữ Đan Châu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ngoài ra, trong mấy năm nay, Đường Giang Sơn luôn nói rằng kiếp trước anh ấy là người Đan Châu, tên là Trần Minh Đạo. Tin đồn trong làng do đó được lan truyền, cha mẹ anh ấy cũng bắt đầu nghi ngờ liệu những gì Đường Giang Sơn nói có phải là sự thật hay không. Vượt hàng trăm dặm trở về nhà. Ngày hôm sau, để tìm ra chân tướng sự việc một cách tường tận, Đường Trọng Tiến đã đưa Đường Giang Sơn lên xe buýt đến Đan Châu. Anh ấy muốn làm rõ xem có một lão nông tên là Trần Tán Anh ở làng Hoàng Ngọc mà con trai ông ấy đang nói đến hay không, và liệu con trai của ông ấy có phải tên là Trần Minh Đạo. Đường Giang Sơn trước giờ chưa từng đi xa, nhưng khi vừa bước vào làng lại thể hiện rằng đối với ngôi làng Hoàng Ngọc cách 160 km này vô cùng quen thuộc. Cậu bé hào hứng dẫn đường cho cha mình một cách thuần thục. Vòng quanh thôn, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà đổ nát. Trước cửa có một ông lão ăn mặc giản dị đang ngồi. Ông lão này chính là Trần Tán Anh. Đường Giang Sơn kích động đi đến trước mặt ông lão, ngồi phịch xuống và quỳ trên mặt đất, dùng phương ngữ Đan Châu chuẩn và lưu loát gọi cha ba với ông lão trước mặt. Ông lão rất bối rối về điều này vì danh xưng cha ba có ý nghĩa rất lớn đối với ông. Trần Tán Anh là anh cả thứ ba trong số các anh chị em của ông ấy. Vì vậy người con trai đã mất của ông, Trần Minh Đạo, thường gọi mình là cha thứ ba. Và Trần Minh Đạo là con trai duy nhất trong gia đình, nên chỉ có duy nhất Trần Minh Đạo sử dụng danh xưng này. Nhưng sao đứa trẻ chưa từng gặp qua trước mắt này lại biết danh xưng cha ba chứ? Nhìn Trần Tán Anh với vẻ mặt khó hiểu, Đường Giang Sơn 6 tuổi ngay lập tức giải thích: "Cha ba, con là Trần Minh Đạo. Năm đó sau khi bị đánh chết, con đã tái sinh vào gia đình nhà họ Đường ở làng Bung Mô, thành phố Đông Phương. Bây giờ vượt trăm dặm để trở về quê hương tìm lại người cha ở kiếp trước." Sau đó, Đường Giang Sơn cho Trần Quán Anh xem một vết sẹo mờ có thể nhìn thấy trên bụng trái của cậu bé. Độ dài và vị trí của vết sẹo hoàn toàn khớp với vết thương do dao và vết thương do đạn bắn trên bụng của Trần Minh Đạo. Đường Giang Sơn còn dẫn Trần Tán Anh đi vào sân, chỉ vào các phòng bên trong và nói phòng nào của người nào trước kia. Mình trước kia đã từng ở phòng nào, đồ đạc bên trong đó có những gì. Khi đang nói chuyện, Đường Giang Sơn ngay lập tức tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy bức ảnh của Trần Minh Đạo được treo trên tường. Anh ấy yêu cầu cha của mình nhanh chóng gỡ bức ảnh xuống, nói rằng thật quá xui xẻo khi bản thân còn sống mà lại treo ảnh. Trần Tán Anh ngay lúc này đây hoàn toàn tin rằng đứa trẻ trước mắt mình chính là Trần Minh Đạo, đứa con trai đã mất mười mấy năm, bởi vì những gì cậu ấy nói đều đúng với sự thật. Hai cha con đã cùng nhau ôm đầu khóc, than thở về sự vô thường của cuộc đời. Tin tức về việc con trai của Trần Tán Anh đầu thai và tìm kiếm người thân ngay lập tức lan truyền đến mọi ngóc ngách của thôn Hoàng Ngọc, khiến vô số dân làng tò mò đến xem. Nhiều người trong số họ là bạn lúc còn sống của Trần Minh Đạo. Đường Giang Sơn chào đón từng người một và kể những câu chuyện quá khứ của họ. Điều này gần như xác nhận việc trước mắt mọi người rằng Đường Giang Sơn chính là Trần Minh Đạo. Đột nhiên, Đường Giang Sơn nhìn thấy trong đám người có một bóng người quen thuộc, lập tức chỉ vào một người phụ nữ nói: "Cô là bạn gái kiếp trước của tôi, tên là Tạo Thụ Hương. Chúng ta đã đến nói chuyện kết hôn hơn 10 năm trước. Chỉ vài tháng trước ngày cưới, đôi tình nhân đã âm dương cách biệt. Tạ Thụ Hương bây giờ đã trở thành mẹ của vài đứa trẻ, và Trần Minh Đạo lại trở thành đứa trẻ 6 tuổi. Một loạt các sự kiện kỳ lạ này đã làm dậy sóng hai ngôi làng Hoàng Ngọc và Bung Mô lúc bấy giờ. Đường Giang Sơn và Trần Tán Anh cũng liên tục qua lại giữa hai làng như cha con trong những ngày sau đó. Nhiều phương tiện truyền thông đua nhau đưa tin về sự kiện luân hồi kỳ quái này trước sự chứng kiến của người dân ở hai làng. Nhiều học giả cũng lần lượt đến hiện trường
hy vọng tìm được lời giải thích hợp lý cho hiện tượng này. Một số học giả cho rằng những câu chuyện xảy ra với Đường Giang Sơn là một trường hợp hiếm gặp về sự cộng hưởng sóng não. Điều này đã khiến Đường Giang Sơn tưởng lầm rằng anh ấy là tái sinh của Trần Minh Đạo. Vì vậy có thể kết luận rằng ý thức của con người sẽ không biến mất sau khi hồn lìa khỏi xác. Nhưng nhiều người lại cho rằng sự việc này không phức tạp đến thế. Đây chỉ là một trò lừa bịp gây chấn động do người dân hai thôn cùng dàn dựng. Nhưng Trần Tán Anh đã chăm sóc Đường Giang Sơn như con trai cho đến khi ông qua đời và trao toàn bộ di sản của ông lão Trần Tán Anh cho người anh họ cũ là Trần Quân Trợ. Cho đến tận ngày nay, bản thân Đường Giang Sơn vẫn sống một cuộc sống bình thường, thậm chí là nghèo khó. Vậy động cơ gì để những người đó liên kết với nhau làm giả chuyện này? Hiện nay trên thế giới có rất nhiều câu chuyện kỳ bí liên quan đến vấn đề tái sinh. Người ở kiếp này lại có thể giữ được những ký ức từ tiền kiếp, sự thật luân hồi, giàn dựng hay niềm tiếc thương và những mong mỏi của những người quá cố. Bạn đã từng gặp câu chuyện tương tự như vậy chưa? Hãy để lại câu chuyện và quan điểm của mình dưới phần bình luận của video này. Nếu thấy video này có ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.